để cái gì vậy? Trời ơi gì? Trời ơi tuyệt vời. Rồi. Ai cũng chu đáo hết trơn ha. Ngon lành chưa? Rồi. Giờ còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Chà, phong cách rất là Tây Âu nha. Một trang phục, một cái áo giống như một cái party sim, đôi giày. Oh. Nó hay lắm. Oh. Bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên, đó là giới thiệu về bản thân. Mời chàng trai ngồi ghế đỏ giới thiệu trước. Em tên là gì? Em tên Thuận, quê Bình Định, sinh năm 1988. Công việc hiện tại em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, là chuyên viên bất động sản của tập đoàn Hưng Thịnh. Bình Định vô đây lâu mau rồi? Dạ, em vào đây khoảng 3 năm rồi. Mới 3 năm thôi hả? Hèn chi vẫn có khoảng, vẫn còn giống khoảng. Giọng Bình Định nguyên si ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em thích ca hát, thích xem phim, đi du lịch, phượt. Đi phượt được tới những đâu rồi? Dạ, em phượt từ Bình Định vào đây bằng xe máy luôn. Wow, đi bao lâu tới từ Bình Định vô đây? Dạ, từ Bình Định là sáng khoảng 4 giờ đến xuất phát thì khoảng 8 giờ, 7 giờ tới. Trời ơi, chạy một hơi từ Bình Định vô luôn. Dạ, ý là khi mà đi một mình ấy, còn bình thường mà nếu đi chơi thì thời gian nó dài hơn. Và rất thích nấu ăn, hồi giờ là thích nấu ăn cho người yêu hơn. Hồi giờ thích ăn cho người yêu. Dạ. Mà đã nấu ăn cho người yêu chưa? Dạ có rồi. Dạ có rồi. Nấu rồi mà người yêu vẫn bỏ. Nấu rồi mà người yêu vẫn bỏ. Trời ơi buồn ghê chút xíu nhưng mình chưa, sẽ nói tới chuyện chưa biết ai bỏ ai. Chưa biết ai bỏ ai đâu. Điểm yếu mình là gì? Dạ điểm yếu của em là hay quên. Không có tật xấu gì nhưng mà nhậu thì ít thôi. Mấy lon? Em ấy đô chắc khoảng trời ơi chục lon mà ít. Chắc khoảng chục lon rồi hả? Khoảng chục lon, ok. Đó là thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ. Ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà em sống và làm việc ở Sài Gòn thì khoảng 13 năm rồi. Hiện nay em đang là chuyên viên tư vấn về tài chính và bảo hiểm của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Dạ, hôm nay em tới với lại nguyên cái công ty em. Dạ hỏi chị em ạ. Hỏi chị em của em luôn hả? Hai bạn nghe cũng giống giống nhau ha. Toàn chuyên viên tư vấn. Điểm mạnh miếu em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em cũng có một chút về gu thẩm mỹ. Với lại em cũng thích trang trí nhà cửa. Nói chung là em thích đẹp á. Có thể tả sơ về căn nhà cho anh coi được không? Nhà của em thì tông chính sẽ là màu hồng. Wow. Xám ạ. Thì em sẽ bố trí cái ghế đọc sách. Rồi không gian coi tivi. Và bếp nút vậy. Ôi, anh tưởng tượng là mọi người phụ nữ thích màu hồng mà ăn mặc lại có cá tính gì vậy hả? Em có một quy tắc đó anh là mặc đồ không màu hồng. Mặc đồ không màu hồng nhưng dạ, căn nhà lại trang trí màu hồng. Đúng rồi. Lý do kỳ? Tại vì màu hồng nếu mà không khéo thì nó lại bị sến á. Quần áo thì đa số em là màu tối thôi. Wow, rất là người phụ nữ rất là có gu. Em thì thích đi du lịch thì hầu như là ở Việt Nam thì cũng có thể là từ Nam ra Bắc. Em cũng đi nhiều nước ở Đông Nam Á và Châu Á. Dạ thì cái mục tiêu của em là làm việc và đi du lịch. Cho nên đó bây giờ em ở. Sao? Đó là điểm mạnh em à? Dạ. Trời ơi, hiếm có người phụ nữ nào khoe cái điểm mạnh gì lắm ta. Rảnh rỗi thì em hay đọc sách, thỉnh thoảng thì em vẽ tranh. Lâu lâu em rủ họ bạn đi đạp xe. Đi đạp xe? Dạ, đạp xe, đi dạo phố rồi ăn uống gì đó bằng xe đạp á anh. Wow. Dạ. Với lại thường là em cũng sẽ đi trekking, đi leo núi với họ bạn của em. Trời ơi, bên kia cũng đi phượt đồ. Thấy có vẻ hợp gu đó. Điểm yếu thì em hơi cầu toàn á. Tại vì em thích đẹp á thì cho nên là em sẽ thích mọi thứ được chỉnh chu á. Thì đôi lúc có những cái mà mình nhờ người khác làm, người ta không làm ý mình á. Thì mình có hơi khó chịu á. Với lại điểm yếu của em là hơi trễ giờ. Hơi trễ giờ. Dạ, ví dụ như hẹn 7 giờ thì chắc 7 giờ 15 em mới có mặt. Đó là những thông tin rồi. Của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Rồi, mời chàng trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, em tên là Nguyễn Hà Nam, năm nay em 33 tuổi. Em đang là lập trình viên, em đến từ Bình Phước. Hiện tại đang sinh sống ở quận Thủ Đức. Mình vào đây vậy là được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 15 năm rồi.
15 năm rồi. Dạ. Xác định ở đây luôn. Dạ. Thì mục tiêu thì khoảng 3 năm 36 tuổi thì bây giờ ba mấy rồi? 33 rồi. Dạ. Là còn 34 năm nữa à. Bây giờ mua được cái móng chưa? Mua được khúc nào rồi? Mua được cái nền. Dạ. Mua chưa? Từ từ. Anh ngờ bây giờ là xây. Dạ, được rồi. Có móng cái nền đâu vậy? Mua ngoài Vũng Tàu thì mình đầu tư. À, cái đó là đầu tư thôi. À. Mai mốt lời bán mới mua thành phố. À, đất nền thì nó khoảng 100 mét vuông. 100 mét vuông. Hồi đúng đó mua nhiêu? Giờ tôi định giá bán luôn trên sóng luôn nè. Mua 1 tỷ. Mua 1 tỷ. Dạ. 100 mét vuông. Dạ. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Trời, bây giờ tỷ rưỡi ai mua không, liên hệ các Tường. Thiệt, trời, có thông qua cò luôn hả Tường? Không ăn tiền cò. Hay quá. À. Bà Mai không được. Ăn tiền cò. Dạ, tỷ rưỡi bán không? Không chị, không chị. Chứ bao nhiêu mới bán? Chờ lên 2 tỷ rồi bán. Chờ lên 2 tỷ mới bán. Dạ. Ghê ghê ghê, đầu tư kinh doanh quá. Tự nhiên có mấy đất 2 tỷ mặt đẹp trai lên liền ha. Mặt sáng liền. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là người hòa đồng, vui vẻ, thích kết nối với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao, biết lắng nghe, chia sẻ. Còn nhược điểm của em thì là nó nhỏ, gặp người lạ thì em biết nói. Chị đâu có lạ đâu, có mặt chị quen quá trời lạ gì. Dạ. Nói lớn lên nha. Dạ. Hòa đồng là sao cũng được. Mà sao cũng được là mua 1 tỷ bán 1.5 tỷ được rồi. Mua 1 tỷ bán 1.5 tỷ được rồi. Bằng. Sao cũng được, mua 1 tỷ đòi bán tới 2 tỷ. Chán ghê vậy. Cái đấy hòa đồng quá là gì? À, quá quá. Quá. Hòa đồng vừa vừa thôi chứ đừng hòa đồng quá. Tự tin chưa cô gái? Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Dạ, chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Uh-huh. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Uh-huh. Dạ, chào hai bạn trai ạ. Em tên là Võ Thị Đợi. Võ Thị gì? Đợi. Dạ. Đợi chờ quá ha. Năm nay em 30 ạ. À, hiện tại em đang là giáo viên mỹ thuật. Tức là sẽ dạy vẽ và dạy làm các đồ thủ công cho các bé trường mầm non. À, dạy trẻ con từ 1 đến 6 tuổi. Dạ. Quá. Phải kiên nhẫn lắm em ha. Dạ, em ở Quảng Ngãi. Em vào Sài Gòn từ năm 2013. Chính năm. Nhận bằng anh ghế xanh á. Có 2 tỷ chưa? Không chị, không có. Rồi, giờ điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em khiếu tay. Như là em sẽ biết nấu ăn, em sẽ biết vẽ, em sẽ biết làm các đồ thủ công. Thường thường rảnh rỗi thì em cũng có chạy bộ, em cũng có tập yoga. Điểm yếu của em thì em cũng có hơi vô. Có nhiều lúc cũng hơi tự ti về bản thân một tí. Tại sao phải tự ti bản thân? Em tự ti điểm nào bản thân mình? Tại vì giống như là nhiều khi em cũng có tính cầu toàn. Làm một cái công việc gì đó mà cảm giác giống như là mình làm mà mình làm không tốt á, nhiều khi giống như là bị dồn lại, cảm giác bị thất vọng của bản thân. Lúc đó anh sẽ bị tự ti về bản thân. Có những lúc trong những giai đoạn người ta cũng sẽ bị stress, bị căng thẳng, bị tự ti. Cái mình ngồi mình gạch những cái đầu dòng, lấy cái viết cái bút ra gạch gạch những cái đầu dòng mình cần cái gì, mình tự ti về cái điểm nào, mình gỡ rối từng việc từng việc từng việc một, nó sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện tình trường để coi coi các bạn có cái kinh nghiệm gì trong tình yêu hay chưa. Bây giờ chàng trai ở cái màu đỏ. À, em trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Mối tình đầu là mối tình học trò. À, chỉ được là đơn lâu? Phương thôi. À, đơn phương thôi hả? Dạ đơn phương, nhưng mà từ cấp 2 đến cấp 3. Trời cũng dài dữ ha, mấy dạ. Năm trời ha. À, còn mối tình thứ hai thì gắn bó hơn 2 năm. Cũng dẫn ra mắt hai bên. Cũng định cưới nhưng mà do bạn đó gọi là tính cách hơi trẻ con, kiểu như giận dỗi, nhắn tin, chia tay. Thì lần đầu thì mình xin lỗi. Thì lần thứ hai, lần thứ ba, vậy xong lần thứ ba em im luôn. Chia tay luôn? Chia tay. À, một phần là bố mẹ họ đã không thích mình với lại. Em không muốn người đó trưởng thành tí. À, mối tình thứ ba của em thì chỉ là cho nhau cơ hội, nhưng mà tìm hiểu như một tháng. Nhưng mà không hợp. Nói chung là bạn đó cũng giận ra mắt em hết rồi, giới thiệu bố mẹ hết tất cả luôn á. Vậy được trời, rồi. Có một tháng trời mà. Nhưng mà bạn ấy nhanh quá, em thấy mình kiểu như chưa gì mà nhắn kêu như tết em gì á là mời em điên dở luôn. Có gì, ủa trời, cái gì trời, mới gặp nhau thời một đại. Lần. Ủa bình thường, gặp nhau một lần mà người ta mời đi về nhà ăn đám giỗ gia đình là người ta quá nghiêm túc đàng hoàng rồi. Em sai. Đàng hoàng nhưng mà em thấy nghĩ là nếu mà quen nhau thì giống như từ từ, tại chưa gì mà ra mắt gia đình em cũng mất. Đâu có ra mắt cái gì đâu, ta mời về chẳng có một cái cơ hội về nhà, bạn bè cũng về nhà ăn dỗ gia đình được vậy. Tại em nghĩ nhiều quá đó. Người ta có nói em cưới ta không? Có kêu người ta cưới em không? Dạ không. Em nghĩ quá xa. Dồn dã quá. Em là hơi, tôi thấy không được rồi đó. Tôi thấy không được rồi đó. Hơi gọi là phong kiến cổ hủ và lạc hậu. Dạ em đâu cô hủ. Không phải, sợ bị dính bẫy. Bẫy gì? Tự nhiên sợ bị dính bẫy tiền vừa về. Không, nói chung là xót xả quá đúng không em? Ý là mình yêu đã bị bỏ rồi, sau này
mình cũng sợ nữa. Rồi em nói lời chia trời tay luôn. Trời ơi, là trời, em tình yêu mà cái gì giống cũng sợ. Cũng chia tay, nhưng mà ý là tại vì em nói thôi để chú tâm vào công việc của mình trước. À. Theo em là giờ bao lâu thì mình mới đám cưới? Em nghĩ là một năm. Một năm. Rồi bao lâu mới được rủ về nhà? Dạ. Nếu mà tôi vậy tôi khó tính lắm. Dẫn về nhà càng tốt thì càng sớm. Ờ, vậy sao người ta rủ mình về nhà mà tôi vẫn còn cay cái vụ đó nha. Tại vì em không có cảm xúc với người đó nữa. À, thì phải cho rõ là tại mình không có cảm xúc. Có cảm xúc là mình xúc trước rồi, phải không? Cho tôi hỏi một câu nữa, mà rốt cuộc lúc đó có đi ăn năm dỗ không? Dạ không, dạ không. Không luôn. Trời đất ơi, nhưng là có vụ người ta mời mà không có đi. Và bị tuột mút rồi, mất cảm xúc. Muốn kiếm người bạn gái như thế nào nè? Ngoại hình thì dở nhìn, những nơi mà quan trọng hay là đi bạn bè thì mình ăn mặc gọn gàng. Mặc đồ hơi sexy chút xíu được không? Dạ được. Có xăm bông xăm hoa chút xíu được không? Dạ bình thường chị, tại vì em cũng có xăm. Ừ, em xăm đâu vậy? Rồi dạ, em xăm trong ngực thôi à. Oh. Wow. Hình xăm chỉ là trái tim dưới. Wow. Chim bồ câu B. À có khắc tên ai không? Khắc tên em thôi à. Đàn luôn hay một con? Đàn. Xăm trời. Đàn chim luôn. Dạ. Một đàn chim gấp trái tim bay đi. Rồi tình yêu em sao? Dạ em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên thì em quen anh đó chắc được 1 năm, anh đó lớn hơn em. Ừ. Khoảng 5 tuổi. Thì em với anh đó thì cũng dự định là em ra trường sẽ kết hôn. Ừ. Nhưng mà vì một số lý do cho nên là em với anh đó không đến được với nhau, cho nên là chia tay. Vì một số lý do thời tiết. Ví dụ hay, như lý do tôn gì? Giáo ạ. À. Mối tình thứ hai thì nó cũng kiểu yêu xa thôi anh. Hồi lúc là cùng ở Sài Gòn nhưng mà sau đó bạn đi du học. À. Thì cho nên là em thấy cũng không có tiến triển không được. Không tiến triển đó, luôn, yêu xa. Còn mối tình sâu đậm nè. Mối tình sâu đậm thì em quen 7 năm rồi. Wow. Wow. Bao lâu? 7 năm. 7 năm mà sao không cưới vậy trời? Thật ra là lúc đó tụi em quen nhau là thời sinh viên á chị. À. Cho nên là sau đó thì đi ra mỗi người sẽ có một công việc riêng. Với lại em thì em muốn kết hôn, nhưng mà bạn có thể là bạn còn có sự nghiệp á. Em với bạn thì vui vẻ thôi, vui vẻ ra chấm dứt. Và bây giờ vẫn thỉnh thoảng cà phê chung với nhóm bạn chứ không có ghét nhau gì hết. Trong một mối quan hệ nghiêm túc thì em dự định bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân? Em thì ví dụ như quen nhau 1-2 tháng mà thấy hợp cưới luôn cũng được. 1-2 tháng mà thấy hợp cưới luôn cũng được. Ông kia cũng sợ nữa. Đừng có rủ ông về nhà sớm nha không? Ông kia cũng sợ nữa. Rớp rẻn quá ông sợ á. Sợ, nói gì cho chứ. Rồi sau đó là còn mối tình nào nữa không? Dạ không. Do em sau khi chia tay thì em tập trung vào sự nghiệp nhiều quá. Rồi. Cho nên là em không có thời gian. Với lại yêu lâu quá cái bị lười á chị. Ừ. Rồi, không giờ muốn tìm người như thế nào là giới thiệu đi nè. Mẫu hình lý tưởng của em á, là bạn nam cao hơn em tầm khoảng 1m72-1m75. Em thích con trai có nụ cười đẹp á. Trời, bên kia này cười đẹp quá trời. Wow, bầy chim bay con 2 tỷ đẹp ha. Bên chim bay tên 2 tỷ đẹp hết sợ. Người đàn ông đó phải suy nghĩ chín chắn một chút. Thích đàn ông nó ít là nhiều hơn. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ tìm được một nửa của mình. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai đó. 2 tỷ. Chàng trai đó. 2 tỷ. Nụ cười đẹp kìa. Wow. Em có mấy mối tình rồi? Em nói lớn lên nè. Mối tình nào khả? Hả? Dạ. Lo gì? Chưa trải qua mối tình nào hết. Giỡn hoài chà. Yêu đơn phương? Yêu đơn phương thì có, nhưng mà chưa có chính thức ạ. À. Có theo hai bạn mà theo mỗi bạn được 2 tháng thì hai bạn không đồng ý quen. Là có tỏ tình luôn mà người ta không đồng ý. Dạ. Cũng hẹn gặp được 2-3 lần gì đó. Mà bạn cũng bảo không hợp nên muốn chia tay. Chắc em nhạt quá chứ gì. Dạ cũng là. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Cũng 5-6 tháng rồi. Mới 5-6 tháng này thôi. Dạ. Còn nguyên cái tuổi thanh xuân của em làm gì không có bồ? Chắc tại ham chơi á. Em chơi cái gì? Nhát gái á. Thì em chơi game. Trời là trời. Bây giờ nếu có bạn gái thì mình sẽ làm gì cho bạn gái? Dẫn đi du lịch. Thì dẫn đi ăn rồi coi phim. Chán quá, thật luôn. Trời ơi. Dẫn đi du lịch làm gì? Thì chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người. Dẫn đi du lịch để hai đứa chơi game. Rồi ông biết làm chuyện riêng không? Sẽ có kinh nghiệm hay? Sẽ có kinh nghiệm, chưa làm sao có kinh nghiệm. Thì ai cũng phải mới mà chị. Nhưng mà em mới, nhưng mà người ta đâu chắc gì người ta đã mới. Thì họ hướng dẫn mình thôi. Họ hướng dẫn mình.
có đóng học phí không? Trời ơi, em nhiều khi có khi học giỏi quá được thưởng, học giỏi quá được thưởng. À, đúng đó chị, học giỏi được thưởng gì nha cưng. Trời ơi, ông Nguyên nó trời ạ. À. Thôi tôi sợ mấy cái ca này lắm, nghe tôi mà nghe trai mà chưa có bạn gái hóc hát tôi nổ hết trơn vậy. Chết thiệt luôn á. À. Rồi bây giờ muốn tìm người như thế nào nè? Quan tâm đến em. Ừ. Có biết lắng nghe chia sẻ, rồi có định hướng là ở Sài Gòn này. Mình có hào hoa phong nhã không hay là keo kiệt bủng xỉn? Tôi hỏi thẳng vấn đề, tại vì ba mấy tuổi mà chưa có bạn gái. À, đi ăn ai trả tiền? Em trả tiền. Đi du lịch ai trả tiền? Thì tùy tùy chuyến đi đó thế nào. Ủa em rủ người ta đi mà. Tùy là thấy mà đúng đúng rồi đó. Em rủ mà. Trả tiền. Em trả tiền. Dạ. Hay là hùng? Hùng đi vậy. Hùng đi vậy. Hùng hả? Hùng hả? Trời ơi bà. Mới nói em trả tiền giờ hùng, trời ơi là hùng trời. Đi thì nó dễ. Có tiền hùng không? Dạ. Đi du lịch không em? Vui đi. Dạ, có người rủ đi du lịch cũng muốn đi du lịch á, nhưng mà chưa hùng. Ai rủ có hùng. Hùng thôi. Bây giờ nè, chuyện tình yêu em đi nè. À dạ, em thì em có 7 mối tình nhưng mà bạn biết chi nghe ra lại cái gì. Em thì em có 7 mối tình nhưng mà 7 mối tình nhưng dạ. Mà đúng rồi, 7 mối tình nhưng mà sao? Nhưng mà trong đó thì yêu song phương là 2 mối tình. Dạ, có một mối tình là em đương phương người khác, còn là người khác thích em. Cái mối tình đầu là cái mối tình do làm em bị tổn thương nhiều, cho nên là thật sự em bị thất vọng nhiều. Mối tình đầu thì rất là nhanh và em vô tình là người thứ ba mà em muốn biết. Cái mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu em mới phát hiện em là người thứ ba? Tầm 2 tháng thôi. Từ sao mình phát hiện ra được? Tại vì mọi người đều chơi chung một hội á chị. Xong rồi thì hoạt động chung thì đi thì gặp nhau thôi. Rồi em là người chủ động không nói gì hết, em nhận. Đơn phương là cái anh chàng đó có biết em yêu đơn phương không? BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Sau này em có nói thì anh cũng kêu thì anh có biết, nhưng mà anh coi em là em gái thôi. Là cái giai đoạn đó là sau mối tình đầu. Cái mối tình là gần đây nhất là bạn của em. Hai đứa tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng, quen biết nhau lâu rồi. Giai đoạn sau này em có gặp lại bạn thì em biết là bạn thích em. Sau đó em quyết định là cho hai đứa cơ hội để tìm hiểu nhau. Nói chung là cũng không vượt qua được cái khoảng cách địa lý. Kiểu như là hai đứa đều công việc ở hai nơi khác nhau. Em là quyết ở trong này, bạn kia đã ở ngoài quê. Dạ đúng rồi. Yêu xa. Cho nên là quyết định dừng lại. Dừng lại luôn. Vậy bây giờ em muốn tìm người như thế nào nè? Trưởng thành. Để em có thể tin tưởng được, tạo cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Thế bảo vệ em. Dạ đúng rồi, tại vì em cũng cảm giác mình cũng hơi kiểu hơi rụt rè hơi nhút nhát. Cao hơn em là được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến của năm người phụ nữ dưới kia đi. Chào các anh chị, em tên là Nguyễn Thị Nga, em là bạn của chị Thảo bên kia. Dạ tụi em là đồng nghiệp luôn ạ. Rồi là trong công ty tư vấn bảo hiểm đó phải không? Dạ đúng rồi ạ. Mà theo ý kiến của em á thì là sẽ không có chọn ai hết, sẽ không có chọn ai hết. Rõ ràng mạch lạc rồi, mời bạn kế bên. Em cũng cảm thấy là cũng không chọn hẳn anh nào. Mời bạn kế bên tiếp nè. Nếu mà phải chọn một người thì em thiên về anh màu xanh hơn. 2 tỷ đi. Ok. Mời em. Em nghĩ chắc hai anh này không hợp với chị Thảo. Là không chọn ai hết. Dạ em không chọn ai hết. Rồi mời tới em. Theo tính cách và quan điểm của Thảo á thì em thấy hai này không phù hợp với Thảo. Cảm ơn bên họ nhà gái nha. Thật ra đó là ý kiến để cho những người chơi có thể tham khảo và lại cho khán giả đang xem chương trình có cái ý kiến thêm tham khảo cho vui thôi. Còn đương nhiên mỗi người đến đây người ta sẽ có tự có cái chính kiến, bởi vì tình yêu là nó cảm xúc và cảm xúc thì không ai điều khiển được, không ai có ý kiến được. Nghe bình luận em không muốn mở cái này luôn á. Hả? Nghe như bình luận em không muốn mở luôn. Mở đi. Mở cửa trái tim. Anh có cái thật sự. Dạ cảm ơn anh. Đó. Dạ. Dạ em cảm ơn. Bạn. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn quá. Em thì em không có biết là ai là người phù hợp khi chưa trò chuyện, nhưng mà em sẽ tặng cho cái người mà cùng màu quế coi như là cái duyên. Trời ơi, quá tử tế. Quá tử tế Thảo ơi. Đọc coi cái tựa gì vậy? Dạ, Muôn Kiếp Nhân Sinh. Muôn Kiếp Nhân Sinh. Em thích đọc sách. Thích đọc sách là hợp rồi đó ha, thấy hợp luôn rồi đó ha. Dạ, em cũng có một món quà và em cũng tặng cho người cùng màu ghế với em. Dạ. Rồi qua tặng đi rồi chị em... Rồi cái màu vàng màu hồng trên bàn là cái gì vậy? Dạ, tấm thiệp hồng trên bàn. Cái đó là... cái đó tính sao hả?
cây hoa này em tự làm nó có ý nghĩa riêng. Ý nghĩa gì? Dạ, thì cây hoa đó là màu tím, với lại nó bọc ở ngoài là cây dải màu trắng. Cái màu tím, sự trung thủy của màu trắng là cái sự tinh khôi đó. Thì em nghĩ là nó gần giống với em. À. Còn cái màu xanh, xanh lá ở bên ngoài là em hy vọng là cái này là sẽ có một bạn nam bảo bọc em. Wow. Dạ. Bạn ấy học mỹ thuật cho nên là một cái món quà cũng rất là có giá trị nha. Dạ, em cũng tặng khán giả, tặng hai bạn gái nghe cái bài hát Vì Ngọc Đôi Môi. Khi thời gian như đứng yên lại, qua điên dài, ôi chiếc hôn đầu, giữa hai thề để mơ ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm đứng muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Hay. Hay, quá tuyệt vời, tới bên em. Dạ, em xin hát bài Hơn Cả Yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngàn sóng, vượt qua đại dương, vượt qua cả những nỗi đau. Quên rồi. Chị từ nãy giờ cứ nhìn nàng bán 8,5 tỷ đi là thành công lên chương trình ngày hôm nay thôi. Rồi, mời hai em gái. Dạ, em xin hát một đoạn trong ca khúc Cảm Ơn Tình Yêu của Yên Linh. Rồi, Cảm Ơn Tình Yêu. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên. Lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Là trong cái đó là viết lời bài hát đó hả? Đâu có. Em không thuộc. Sao rồi, em có một đêm nhớ mãi hư không? Dạ không, em cầu hôn luôn. Cầu hôn luôn, bài hát mang tên gì à? Dạ cầu hôn. Cầu hôn luôn. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thế. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ anh em nhé. Em sẽ đến bên anh và nói, nếu mà có duyên thì em sẽ nói tới câu tiếp theo ạ. À, cảm nhận của hai bạn. Em cảm nhận bạn gái rất xinh và cũng có một quan điểm cũng phù hợp với em. À, cũng đi chơi, đi phượt, đi đạp. Cho mình hỏi Thảo có quan điểm gì về tình yêu không? Em cảm thấy là em thích cái sự gọi là chia sẻ. À, đúng rồi. Có nghĩa là em thích cả hai người cùng làm, cùng kiếm tiền và cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà có điều là em vẫn thích người bạn trai của em phải thể hiện được cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em, để em cảm giác là em có thể tin tưởng em giao cuộc đời của em cho họ được, em giao cuộc đời của em cho họ được. Em xin phép hỏi hai anh luôn ạ. Hai anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào trong hôn nhân? Anh thì thích người hiện đại. Anh mặc như thế nào nó phù hợp cái môi trường mình đi chơi? Mình thì thích người phụ nữ của gia đình, có thể chăm lo việc nhà tốt. Ví dụ như là công việc trong gia đình á, thì các anh có chủ động giúp vợ hay không, hay là phải để vợ nhắc mình giúp? Em thì thích được nhắc hơn là tự nhiên, tại em nghĩ như vậy nó vui hơn. Trong khi em muốn người phụ nữ thì ở nhà là lo chăm sóc gia đình, lo cho chồng cho con, còn phụ thì em phải đợi người ta nhắc. Dạ. Vậy thì chắc em làm cha người ta quá à. Chắc em làm cha người ta quá à. Thì nhắc thì em làm thôi. Còn em trả lời kìa. Ý là mình tự làm thôi. Ý em là để nó vui thôi chứ không phải là em không làm. Trời ơi, mà mỗi lần nhắc là quạo á. Nhắc đâu có vui, nhắc là quạo. Tự làm mới vui, nhắc không, là quạo. Phụ nữ thì họ có cách nhắc thế nào vui chứ không phải là quạo. Trời ơi, không vậy là tại vì em là em mới trên sách vở thôi chứ em chưa có va chạm thực tế. Nhắc cái gì? Tình yêu có những cái phải tự làm nha, chứ nhắc là quạo đó. Nhắc cái gì? Như ở nhà anh à? Đâu, ở nhà 2, 3, vô. Ở nhà anh, vợ anh không bao giờ dám sai anh lau nhà.
không bao giờ dám sai anh nấu cơm, đúng không, bao giờ biết sai anh dọn dẹp nhà cửa, không có sai gì hết á, chỉ cần liếc một cái thôi là anh làm hết, liếc một cái thôi là anh làm hết. Trời ơi, không có sai anh gì hết đó thiệt. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thử cảm xúc với nhau đi hai chàng trai, hãy lần lượt qua và xin phép được nắm tay hai cô gái để chúng ta đo cái cảm xúc của bản thân rồi về vị trí chúng ta quyết định có chọn hẹn hò với nhau hay không. Em có biết cái bài hát Việt Ngọt Cơm Ngon Cái Nghĩa không? Tại vì anh chọn cái bài hát này giống như cái muốn chọn một cái tình yêu nó ngọt ngào nhưng ít cay đắng, mình giống như mình sẽ ngọt với cái tối nụ hôn. Rồi mời em. Còn chờ gì nữa? Thực ra thì đến chương trình mình xác định có hẹn hò được hay không thì mình vẫn là bạn. Hy vọng sau chương trình này mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn ha, rồi gì đó, cà phê trao đổi thông tin. Cảm ơn em. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed của bò nha. Bây giờ là cái khoảnh khắc này quyết định rồi, quyền của các bạn nhé. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết. Còn cơ hội của các bạn có muốn nắm bắt hay không là quyền của mình. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội. Và không cần lịch sự, thích mới bấm, không thích có quyền không bấm. Chứ không có phải lịch sự, mà đã bấm là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên hông cái ghế của mình. Nếu mình thích cái người nào ngồi ở ô ghế nào thì bấm mạnh vào cái nút cái ô ghế đó nha. Rồi mời các bạn nhìn thẳng về phía trước và nhắm mắt lại nghe hiệu lệnh của anh Đạt. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Mời các bạn hãy hướng mắt về phía trước và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Cái màu tím đó, sự trung thủy, còn màu trắng là cái sự tinh khôi đó, thì em nghĩ là nó gần giống với em. Còn cái màu xanh xanh lá ở bên ngoài là em hy vọng là cái này là sẽ có một bạn nam bảo bọc em. Hy vọng sau chương trình này mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn ha, rồi gì nữa, cà phê trao đổi thông tin. Cảm ơn em. Thảo có quan điểm gì về tình yêu không? Em cảm thấy là em thích cái sự gọi là chia sẻ. Đúng rồi. Có nghĩa là em thích cả hai người cùng cùng kiếm tiền và cùng cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà có điều là em vẫn thích người bạn trai của em phải thể hiện được cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em. Ba, hai. Thực ra thì đến chương trình mình xác định là có hẹn hò được hay không thì mình vẫn là bạn. Dạ. Một và bấm ạ. Bấm đi. Hết thời gian. Đầu tiên là rất là tiếc vì ngày hôm nay sẽ không có một cái cặp đôi nào ghép đôi ngay tại sân khấu của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Tuy nhiên là Tường cũng muốn phỏng vấn các bạn. Trước tiên là tại sao em không bấm ai hết? Dạ em thì kiếm một người phụ nữ vui vẻ. Có vẻ truyền thống một xíu, phù hợp với phụ nữ gia đình. Dạ. Và đây là chưa có ai phù hợp với mình. Dạ đúng rồi. Rồi còn với em, cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Nói chung thì cũng không có buồn gì vậy. Mình đã làm hết những cái gì mình cần làm. Tại nhiều khi mình nói trên này nó không hết được. Thành không hiểu nhau nữa. Thì tốt nhất thì mình cho nhau ra. Nhưng mà chị vẫn thích em, nghĩa là mình thích thì mình cứ làm thôi. Mình làm theo đúng cái gì mình thích thôi. Đúng không? Chứ không phải là vì năm cô nàng dưới kia nói không hợp thì mình lại không bấm. Cho nên là chị rất thích em ở chỗ đó. Tại sao em không
quyết định không bấm nút chọn. Em cũng thấy là đang chưa đủ để bấm. Chứ có anh nào có thể là nhưng em mà, cảm thấy được bảo vệ. Nhưng mà chị vẫn khuyên em một câu là phải tự tin lên, yêu thương bản thân mình thì cái năng lượng đó nó tươi sáng, nó tích cực á, nó mới tỏa ra được bên ngoài. Rồi còn cô gái xinh đẹp này của tôi sao cảm xúc chưa đông đầy phải không? Nghe năm cô bạn dưới kia nói thôi nên thôi đúng không? Suối luôn, nghe lừa bạn suối đúng không? Dạ không, thật ra thì bạn em thì ý kiến của bạn em, nhưng mà do là trong quá trình giao lưu thì ý là anh nó nhỏ quá thì đó là cái em không có cảm nhận được nhiều thứ, em chỉ cố gắng làm sao cho đủ câu chuyện thôi, cho nên là trái tim em thì chưa có cảm giác được. Đúng rồi. Em cảm thấy là cũng có duyên gặp thì có gì thì sau này mình có thể làm bạn hoặc là thêm một mối quan hệ trong cuộc sống thì nó cũng tốt hơn. Kính thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay như chúng ta cũng đã thấy rồi là không có một cặp đôi nào được kết đôi tại chương trình, tuy nhiên thì Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc tất cả các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp của mình.